Ok, hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã đến với channel của mình là Nat Waterbot. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ là một cái video gameplay của Waterbot Test. Đấy, thì chủ yếu trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi thử cái bộ vũ khí mới, nó có tên là Hurricane. Đấy, thì nó là một loại vũ khí tầm trung bình. Đây, mình sẽ xem chi tiết loại vũ khí này. Và có sát thương ở level max là 4730, tầm bắn là 1100m và thời gian nạp đạn là 5 giây. Đấy, vũ khí này thì nó sẽ có một cái cơ chế bắn tương tự như là khẩu Noricum vậy đó. Cái khẩu vũ khí hạng nhẹ, để mình kiếm cái khẩu đó cho anh em xem nha. Đây, đây, Noricum thì cũng là 1100m tầm xa, nhưng mà bộ vũ khí này thì nó có sự kết hợp giữa Noricum với cái bộ vũ khí Rust, cái bộ đạn đuổi mà tên lửa anh em. Đấy, khẩu Claw cho với Talon ấy, thì thay vì là nhà làm game họ cho hiệu ứng Rust vào, thì bây giờ họ đã làm ra một cái loại vũ khí có tầm bắn xa tới 1100m và thêm cái tính năng đạn đuổi. Đấy, cái cơ chế bắn nó cũng tương tự như bộ Rust à anh em à. Đấy, bên cạnh đó thì vũ khí của Titan cũng có vũ khí mới nha anh em. Đấy, đây là một loại vũ khí mới, nó có tên là Fulgur. Đấy, nó là vũ khí beta, sát thương là 2125, tầm bắn là 800m luôn. Nó giống như là vũ khí sniper vậy đó anh em. Đấy, cái này thì nó bắn đạn năng lượng và mình phải canh bằng tay nha. Còn cái vũ khí Alpha, xem anh em, cho anh em xem cái vũ khí Alpha này, nó có tên là Tonans. Đấy, thì nó cũng tương tự như cái vũ khí kia thôi. Đấy, ok, chủ yếu bây giờ mình sẽ vào vài trận gameplay để mà mình test cái sức mạnh của vũ khí mới của robot, kèm theo đó là vũ khí mới của con Titan luôn nha. Đấy, ok, giờ mình vào gameplay luôn nè. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ đến với một trận tự chiến nhóm. Mình sẽ xuất Robot League, kèm theo đó là bộ vũ khí mới. Drone thì mình xài Drone Kestrel. Đấy, mình sẽ tấn công lần lượt từng khẩu súng. Đấy, một đấy mình tấn công gì thì nó sẽ bắn được vô hạn luôn nha anh em. Mà sát thương không bằng 4 khẩu bắn cùng lúc thôi, nhưng mà bắn như vậy nó mới đã anh em ạ. Đấy, bắn gì cực ngon luôn. Đấy, thì đấy anh em thấy là tên lửa bay đầy bầu trời luôn, nó tương tự như cái khẩu Noricum, nhưng mà tốc độ bắn thì nó tương tự như mấy cái loại vũ khí tên lửa như là Hydra hay là Spiral. Đấy, nhưng mà nó cái khẩu này thì nó bắn xa 1100m, đạn cũng bự và nó có tính năng đuổi. Đó, bắn xa được 1100m nhưng mà ở tầm gần vẫn bắn được nha anh em. Còn cái khẩu Noricum á, thì khi ở lại gần anh em quá anh em bắn không được đâu. Đấy, mình cứ bắn thôi, xả đại thì chúng mày chúng, mình bắn cho vui anh em ạ. Thì mình đánh giá thì khẩu này bắn chúng cũng, tỷ lệ chúng cũng khá là cao, sát thương cũng được lắm anh em ạ. Ê, có bạn tấn công mình sẽ bật kỹ năng lên để mình giảm sát thương. Ôi, có một bạn ấy xài Resist 4 Reaper, bạn ấy tiêu diệt click của mình do Reaper có khả năng xuyên qua hệ thống phòng thủ Refuse, cho nên click nó ngủm. Ok, bây giờ mình tìm cái bạn ấy nè. Đây bạn này, bắt sôi lên này, bắt sôi lên sang Resist này. Đấy, mình Resist thành ơi. Ok, kill luôn. Đấy, khi mà anh em nào mà xài cái bộ vũ khí này ở tầm xa thì nó sẽ hướng lên trời, nó bắn tới kẻ địch. Còn khi nào mà anh em mà cận chiến á, thì nó tương tự như mấy cái bộ vũ khí đạn nổ vậy, nó sẽ bắn thẳng đường thẳng chứ nó không bắn lên trời nữa. Đấy, tương tự như là Orcan hay là mấy cái khẩu Orcan Minata nè, hay là Tulumbat rồi á, thì nó bắn cũng như vậy á. Bây giờ mình kiếm một cái nữa. Đây bài này, ok, có điểm thủ luôn hả. Này, mưa tên lửa này, đấy tàn hình luôn. Đấy luôn, bật mắt soi lên, bắn ăn đạn này. Đấy, ổn chưa, súng bắn rất là ổn áp luôn nha anh em. Đạn cũng khá là nhiều chứ không ít, hồi đạn khá là nhanh nè. Cái này chắc là nhiều
Nếu như mà trong bản thật mà nhiều người chơi mà xài vũ khí này thì rất là khó chịu luôn đấy anh em. Anh em coi dù anh em có nắp ở nơi nào đi chăng nữa thì cái bộ vũ khí này cũng bắn tới chỗ anh em, mà tại vì tầm bắn tới 1100m lận, mà còn có thêm cái đạn đủ nữa là anh em mà nắp ở một vị trí nào đó an toàn á thì không sao, mà anh em đang đi ở một khu vực nào trống không có chỗ nắp thì anh em chạy đằng trời cũng mới phát được cái vũ khí này đâu, trừ khi là anh em kích hoạt một số cái kỹ năng nhất định để mà có thể tránh được sát thương đấy. Ui rồi, hoặc là anh em di chuyển theo chiều ngang thì đạn nó cong nó đuổi theo không kịp đấy. Ui rồi, bạn ấy rén quá, bạn địch bạn kích hoạt phase shift rồi, mà tình hình thì team địch bà đã giành được 12 mạng rồi, chứ mình chỉ mới 6 mạng thôi, mình không biết là đồng đội mình chơi như thế nào nữa. Rồi đây bây giờ mình lên mình cận chiến cho anh em xem khi mà bắn gần thì vũ khí này sẽ bắn như thế nào nha. Ok, 400m thì vẫn còn hướng lên trời. Bây giờ mình sẽ kiếm một cái mục tiêu này nó gần hơn. Ở đây có một Mender búp máu như mình, nhưng mà Mender trong bản test thì không có tay lái cho nên búp được máu thường đấy. Anh em nhìn này, dưới tầm bắn 350m á thì vũ khí này nó sẽ bắn theo chiều thẳng như vậy nè, nó không bắn lên trời nữa. Ê, nhưng mà mình thấy sao bắn nó không anh, không thánh thôi. Ok kill đấy, dưới 350m hoặc là dưới 400m mình cũng không rõ nữa thì nó sẽ bắn theo chiều thẳng chứ nó chứ nó không có bắn theo lên trên trời nha anh em đấy. Rồi xong mình đi rồi, rồi ok mình sẽ xuất luôn con Titan Sirius kèm theo đó là bộ vũ khí mới này, để xem coi vũ khí này có mạnh không nha anh em. Nào. Giật này. Ok. Cái này là nó bắn thủ công anh em ạ, cho nên mình phải canh cho chuẩn thì mới bắn được. Theo những xét sơ bộ của mình thì bộ vũ khí này bắn cũng không rác lắm anh em ơi. Bắn gãy ngứa ấy, có 2000 sát thương à. Này nếu mà họ muốn mạnh á thì họ phải nâng lên cỡ 20000 sát thương ấy thì nó mới mạnh được. Dù sao cũng là vũ khí T4. Bắn phải nó không có rác anh em ơi, mình bắn mình thấy nó yếu xìu à. Này mình bắn cho anh em xem này. Đấy. Bắn không có cảm giác thấm nha. Đạn nó rất là ít và nó không có thể nào mà nó nạp lại trong khi đang bắn. Nghĩa là anh em phải bắn hết đạn thì nó mới nạp đạn lại trong vòng 5 giây. Đấy. Bộ này thì nó cũng giống như nhìn cái ngoại hình cơ chế nạp đạn nó giống như mấy cái bộ vũ khí Vacha với Mahavacha vậy đó anh em. Nhìn nó cứ tương tự na ná sao ấy. Nó cứ bung bung như vậy nè, mà nó bắn đạn năng lượng. Này mình giật. Mình giật không xi nhê luôn. Đúng rồi. Này mình giật này. Đấy. Này yếu hơn vũ khí robot luôn ấy anh em ơi. Mình nghĩ là chắc họ mới ra cho nên họ thử test hiệu ứng thôi. Sau này họ sẽ tăng sát thương bộ này lên hoặc là họ thêm cái hiệu ứng gì đó vào vũ khí này. Thì dù sao đây cũng là những cái vũ khí, những cái gameplay đầu tiên, cho nên là có thể là họ chưa có chỉnh sửa, họ chưa có thay đổi. Khi nào mà vào bản thật thì có thể là họ sẽ thay đổi thông số mấy cái vũ khí này. Đấy, bây giờ thì họ chỉ ra họ thử nghiệm thôi mà anh em. Đấy, cho nên họ có thể thay đổi nó bất kỳ lúc nào. Mình chỉ làm mình xem coi bản thí nghiệm kỳ này có vũ khí như thế nào thôi. Đấy. Ok, vũ khí này bắn cho có anh em ơi, bắn không thấm nha. Bây giờ mình kiếm đây, reset này. Giật chúng reset rồi nhưng mà mất có chút xíu máu luôn, vãi thật. Reset là máu giấy lắm ấy mà mình bắn như thế đấy. Ui rồi, ôi trời, Sirius mình sắp toan rồi anh em ơi. Nào, có một bạn hay mình đang ở đây. Ui trời, một bạn team đỏ bạn ấy xài Aether rồi ăn hai cái tên nữa. Ui trời, mình giật không đứt nổ cái phọc fuse của bạn ấy luôn. Ok. Với lại là mình còn phải canh thủ công nữa anh em ạ, khá là mệt. Cái này mà nó có tự động ngắm thì nó ngon ha. Đấy, cái bộ vũ khí này nó bắn như kiểu như là mấy cái vũ khí năng lượng như kiểu Zeus, Eon hay là này nọ đâu. Đấy, nó bắn nó giật một phát thôi. Ây dội, trời, xong. Rồi xong con Sirius của mình rồi. Team địch họ đã giành được cái lợi thế rồi. Team địch họ kêu hết team mình rồi. Ây giời, ôi ôi. Anh em xem này, bạn Intra mày ấy xài vũ khí mới, mày ấy bắn Scorpion mà bắn như đầy máu rồi anh em. Tới mức độ mà mình có thể ám sát bạn ấy mà bạn ấy bắn không xi nhê luôn này. Đấy anh em thấy không, nếu như vũ khí của Titan thì ít ra bắn một phát cũng phải chết một robot ấy, nhưng mà bắn 3 lần luôn chưa chết này.
Đấy, mình bật phase shift lên nè. Mình thấy thì bộ này nó tương đối không có mạnh. Mình nghĩ là họ ra cho có gì thôi, rồi sau này họ bước lên đấy anh em. Sao nhiều người thích xài bộ này thế? Bộ này thì có thể kết hợp cho các bắn tỉa, hoặc là anh em xài cho Aether cũng được. Anh em bay lên bầu trời, kết hợp phục viên lên, rồi sau đó anh em bắn một phát, anh em đáp xuống cũng ngon. Rồi xong, mình bị hội đồng rồi anh em ơi. Tình hình là team địch họ đã giành được lợi thế. Rồi xong, mình xuất nốt con cúi ra luôn. Còn emoji để mình xem coi cái bộ laser nó nét như thế nào nha. Đấy anh em hãy xem, mình bắn một chút xíu thôi là nó đã quá nhiệt cái bộ laser rồi. Thì họ nét cũng đúng thôi, Yamata sắp trở lại cho nên tất cả vũ khí sniper tân tiến thì sẽ bị nét, còn mấy cái cũ như là Flush thì sẽ được búp lại. Còn Reaper thì do nó mới quá cho nên họ chưa có nét, nhưng mình nghĩ họ sẽ nét trong tương lai thôi. Ok, thì trận này là mình kết thúc tại đây đi. Mình sẽ qua trận mới. Ok, tiếp theo đây là một trận gameplay tiếp theo nữa nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ thay con robot Typhon vào vị trí của Scorpion để mình test xem coi Typhon xài bộ này có hợp không. Vì Typhon có khiên Aegis Earth ám sát vô người. Đấy, bên cạnh đó là mình sẽ xài thêm Ron Reviver để mà có thể cứu mình khi mình hết độ bền nha. Đấy, mình sẽ xài tàu mẹ Northlight. Trận lúc vừa rồi thì mình quên mình xài tàu mẹ Dreadnought A42. Bây giờ thì mình đã đổi lại thành Northlight rồi. Đấy, Typhon xài bộ này cũng khá là ổn đấy anh em. Nhưng mà bộ này nó có cơ chế nó nạp được cái tàu mẹ nhanh á, thì anh em kích hoạt tàu mẹ lên thì anh em tăng khiên Aegis lên nhiều là nhiều, cũng dày lắm anh em. Bể khiên Aegis của Typhon thì nó mới lộ cái khiên của tàu mẹ ra. Typhon sẽ ưu tiên sử dụng khiên ốp sát trước, khi nào bị phá hủy thì mới sử dụng tới các loại khiên rộng kia. Cho nên là khi anh em bật tàu mẹ được cỡ 10 lần, anh em nạp được cỡ vài triệu độ bền của khiên Aegis đó, thì Typhon vẫn sẽ xài cái khiên của nó nha. Khi nào mà bị phá hủy thì nó sẽ lộ cái lớp khiên mấy triệu máu ra sao. Cho nên anh em mà xài Typhon á, mà anh em muốn tích trữ độ bền khiên á, thì ở thời điểm hiện tại thì Northlight là tàu mẹ ngon nhất. Còn Paladin á thì độ bền khiên Aegis nó cao thiệt, nhưng mà chỉ có thời gian ngắn thôi anh em ạ. Đấy là anh em không có thể dự trữ được cái khiên nó lâu dài, mà ngon của nó thì nó sẽ giúp anh em hồi máu xám. Đây mình đã kêu được vài mạng ở đây. Đấy mình bắn thì mình cứ thích mình rải thêm một cái chiều ngang cho nó bay cho nó đẹp anh em ạ. Đấy, nếu mình bắn thẳng một đường thì nó không có vui. Ok, đây bắn rải chiều ngang thì tỷ lệ đạn nó tủa đi nhiều hướng, nó tụ hợp lại sẽ cao hơn là một hướng, thì nó dễ đụng chú nghệ vật lắm anh em ạ. Đây cái bên mình cũng có một bạn Typhon cũng xài y chang mình luôn nè anh em, màu sơn cũng giống mình luôn, nhưng mà chỉ có cái là khác drone thôi. Đấy, trận này thì team mình đã giành được lợi thế rồi. Mình cảm thấy là bộ này bá thì có bá thật, nhưng mà nếu như trong tương lai mà Yamata trở lại á, mà vũ khí này được sử dụng hay là những cái map rộng ấy anh em, thì nó mạnh thì nó mạnh thiệt, nhưng mà người ta sử dụng vũ khí này nhiều thì cũng khá là khó chịu đấy anh em. Một số robot ở sân nhà bây giờ là, cho dù anh em có núp sau bức tường đi chăng nữa thì vũ khí này nó cũng hơi hể vòng qua bức tường rồi nó bắn anh em được. Đấy, hơi bị căng ấy. Hết Krishna bị nét rồi, Reaper quá mạnh rồi, bây giờ họ còn thêm cái vũ khí này thì sniper sẽ rất là nhiều người sử dụng luôn. Đấy thì mình cũng cảm thấy không thích lắm đâu. Vũ khí này có thể được dùng để tiêu diệt các sniper đấy anh em, có thể tấn công reset nếu anh em lắp mắt thần, hoặc là anh em có thể kill những cái con Erebus ở tầm xa. Tụi nó xài Prisma hay là Reaper, anh em xài Shield Breaker anh em kích hoạt lên anh em tấn công cũng được. Tại vì mấy con sniper thì nó sẽ đứng trong tầm khoảng 1100m thôi, với lại là nó cũng không có nắp rồi anh em, mà nó đứng nó lộ thiên luôn ấy, nó đứng để mà nó tấn công anh em ấy. Cho nên anh em xài bộ này anh em tiêu diệt mấy con sniper cũng được, nhất là Crisis. Đấy, Crisis cho dù có nắp sau tường anh em bắn vòng cái sau tường anh em vẫn bắn trúng Crisis được nha, tại vì cơ chế bắn nó giống như là Noricum vậy đó. Đấy thì bộ này theo mình đoán thì dành để săn mấy con Crisis. Nhưng mà ngoài việc săn Crisis thì anh em có thể bắn được tất cả cái địch trong phạm vi từ 1100m trở xuống, tức là cho dù team địch họ có đứng ở khoảng cách bao nhiêu anh em vẫn bắn được.
đó, nó ngon hơn cả bộ Rush luôn. Bộ Rush chỉ có 350m thôi, còn Noricum á thì nó bắn được tầm xa nhưng lại không có bắn được tầm gần, nó chỉ bắn một hơi rồi anh, với lại là đạn nó cũng không có đủ đi nha, nó bắn anh rớt xuống một hơi luôn. Anh em nào có xài bộ vũ khí Noricum anh em sẽ biết nha. Đấy thì bây giờ Bisonic họ đã kết hợp hai loại vũ khí ra để tạo cái vũ khí mới này. Đấy bây giờ mình cứ xả từng khẩu một, anh em mà bắn trong nguyên một bầu trời tên lửa lao xuống kinh địch luôn. Đấy bây giờ mình sẽ kích hoạt cái tầm mẹ lên, nào một bầu trời tên lửa luôn này. Đấy mà đạn này thì bắn cũng đôi lúc nó cũng sẽ dính cái chướng ngại vật nha. Đấy ok, tìm đề thọ hết robot luôn rồi, mình sẽ chờ họ xuất robot mới ra mình tấn công. Ok, họ đã xuất con robot tiếp theo, mình sẽ chỉ chơi hai trận thôi nha anh em, để mà thời lượng video nó không có quá dài. Này bây giờ team mình có hai tay phần bắn thôi mà tên lửa bay như mưa luôn nè, nó thật luôn anh em. Nếu mà team địch mà trong bản thật mà họ mà xài 6 robot toàn vũ khí này thì chắc khá là khó chịu luôn đấy anh em ạ. Đấy nhất là những anh em nào di chuyển chậm mà đang đi ở một nơi nào đó trống mà không có chỗ nắp thì ăn bộ này dính thêm lockdown thì hơi căng anh em ơi. Đấy mình thì mình cũng không có nói, mình cũng không muốn là họ sẽ bỏ vũ khí này, nhưng mà vũ khí này ra thì nó bá quá anh em ơi, mà nó thật luôn ý, cảm giác giống như là nó quá là hoàn hảo ấy, nó mạnh vãi. Đấy bộ này ra chắc phá game anh em, hết Reaper rồi bây giờ lại thêm bộ này nữa, toàn vũ khí bắn tầm xa thôi anh em ơi. Đấy nó càng bá bao nhiêu thì người chơi mà họ có được, họ tấn công những người chưa có sẽ càng khó chịu bấy nhiêu. Ví dụ như anh em vào mà anh em gặp một người mà MK3 nè, người ta sử dụng bộ này mà người ta bắn thì cũng khó chịu lắm đấy. Mình hy vọng là Bisonic họ sẽ thay đổi một số cái thông số về vũ khí này nha. Đấy ok, kết quả trận chiến đấy thì theo nhận xét của mình á thì bộ vũ khí mới cho robot này rất là bá, rất là mạnh, tầm bắn xa, thêm cái đuổi nữa. Đấy còn vũ khí Titan á thì không được mạnh lắm, nó không có quá nhiều ấn tượng đối với mình. Đấy thì mình xin kết thúc video tại đây, anh em thấy hay nhớ để lại một like và một subscribe cho kênh mình nhé. Tạm biệt tất cả anh em.